Victor Masaray không có tình huống phạm. Ban huấn luyện bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có lý do để Văn Lắm sẽ là người thực hiện và dàn xếp đá phạt. Đặt bóng vào, đánh đầu, đã có bàn thắng mở tỷ số. Người ghi bàn đó là Soladio. Một pha dàn xếp đá phạt góc khá hay. Và điều chất lượng nhất đó là tình huống tạt bóng vào trong của Sĩ Hoàng. Bóng đi cực kỳ khó chịu. Soladio đã băng vào và ghi bàn thắng mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An ở phút thứ 16 của hiệp 1. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha tạt bóng vào trong cực kỳ khó chịu. Trong pha bóng vừa rồi, kể cả Xuân Mạnh và Soladio cũng đã băng vào, nhưng Soladio đã ghi bàn bằng đầu ở cự ly cận thành. Bóng rồi, rất khẩn trương. Victor Masaray không có tình huống phạm lỗi của Đình Hoàng. Trong pha bóng vừa rồi thì Đình Hoàng cũng đã theo rất sát đối với tiền đạo bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ban huấn luyện bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có lý do để phản ứng đối với trọng tài. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đúng là đã có một pha phạm lỗi của Đình Hoàng, nhưng trọng tài đã bỏ qua. Trước đó là một tình huống khống chế che người rất tốt của Victor Masaray. Đã có những phản ứng và phân trần cực kỳ quyết liệt của Victor Masaray. Nhưng quyết định đã được đưa ra. Vâng, cho đến thời điểm này thì trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã thổi còi kết thúc trận đấu. Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bàn thắng do công của Soladio và Olaha. Bàn thắng rút ngắn tỷ số của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh do công của Hoàng Vũ Samson, một siêu phẩm, nhưng nó không thể giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh có một kết quả tốt trên sân vận động của Sông Lam Nghệ An. Với kết quả này thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tạm thời vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, còn các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời tụt xuống vị trí thứ 13. Sông Lam Nghệ An với 12 điểm, còn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có 7 điểm. Và bây giờ buổi tổng hợp trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.